Rồi, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Thái Phát Bonsai nhá. Hôm nay tôi lại lên cái lô phôi mai chiếu thủy. Đó. Giá là 300k một phôi, bao ship cho mọi người, giá rất hợp lý đấy. Không chỗ nào rẻ bằng chỗ này đâu. Đó, nên là mọi người không có lo, cái cây phôi này tôi cắt gọn gàng hết rồi, về là mọi người chỉ có kiếm chất trồng là vô trọng cho nó thôi. Đó, cái cây này thì nó hoành đến nó đều đều rồi, nó cái chỗ cũ này nó tầm cỡ 20 24 25, nói chung là tính đầu 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 voi đuôi chuột này nó khó đo lắm. Nhưng mà mọi người muốn kỹ càng nhất ấy là tôi lúc nào mà kết bạn Zalo tôi quay trực tiếp. Đó, quay trực tiếp để cho mọi người xem cái như nào đo lại, chứ bây giờ thì chỉ áng chừng thôi vì cái cây này nó khó đo lắm. Nhưng mà đo áng chừng là nó từ 20 đến 25 đều đều nhá, cái chỗ nhỏ nhỏ đấy. Đó, thì cây này nó cao tầm hơn gang tay đó. Mã số 1. Đó. 300k bao ship đấy. Cái này thì tôi lại cắt ngắn, chứ nhiều khi để dài mà tính chiều cao mà để dài thì mọi người về cắt đi cũng được, nên là thôi tôi đừng có tính cái chuyện cao, mà chủ yếu là nhìn cái phôi nó nhìn nó hợp lý là được rồi. Nên tôi đo áng áng chừng cái này xem nào. Cái này mắt tôi nó hơi kém kém rồi, nó tầm cỡ khoảng 23 22 23 rồi đó, chiều cao thì nó tầm 20 áng chừng. Thế mà nhiều khi về nhiều người thì thích cọt đầu đinh thì lại lại cắt tiếp ấy, mà không quan trọng đâu. Nếu mà ai có nhu cầu mà mua thì kết bạn Zalo tôi đo lại rõ ràng cho. Đó. Thì cứ 300k một phôi đấy, mã số 2. Mã số 2. Nó thì nó có 10 phôi mà. Thì nếu mà mọi người sợ, còn cái này là tôi đã định hướng cho nó chuẩn, nó về chỉ có việc trồng thôi. Còn nếu mà không thì mọi người mua thì nhờ tôi trồng. Trồng thì lúc đó thì tôi chăm sóc cho nó khỏe mạnh thì mọi người lấy cũng được, không sao hết. Nhưng mọi người phải giam cho tôi đấy mà ít tiền, nói với chị đưa cho nó vài chục ngàn được thì nó có cái động lực nó chăm sóc, chứ bây giờ dặn mà không đến lúc mà không lấy thì cũng mất công tôi đấy. Thì tôi trồng cho nó khỏe mạnh, tôi vào tay tán cho cũng được, không sao hết vì tôi buôn bán lâu dài nên tôi không có lo cái chuyện đó. Đó, cái mã số 3 này cũng đồng giá là 300k bao ship đấy. Ai mà thực sự có cái cách nào mà trồng là cứ lấy, nên mua phôi này về mà trồng là ok đấy, không có sợ đâu, tôi đã được lọc sạch sẽ rồi, về chỉ có việc thả vào là trồng. Vì sao? Là đưa vào cái chậu mỏng rất chi là đẹp. Còn nếu mà không thì mọi người nhờ tôi trồng cho. Tôi trồng cho. Sau này tôi giao lưu. Còn trước mắt thì ai có mà nghề cứng thì cứ lên lấy những cái phôi tôi cắt gọn gàng như này rồi. Đó, về chỉ việc trồng thôi. Đó, 300k bao ship. Đó. Rồi số 4. Đó. Số 4 nha. Đó. Cũng hợp lý đấy, nói chung là cái này nó tự thiên nhiên nó tạo hóa chứ cũng không có sắp xếp đế gì đâu. Tôi có nào tôi nói vậy, đây là tự nó trồng, họ trồng là nó đã tự thiên nhiên chứ không có cần phải sắp xếp chỉnh sửa gì, nên là tôi đã được cắt ra này rồi, là nói chung là về là chỉ có việc trồng thôi. Cũng có chỗ thì nó lồi lõm nọ kia, nó uyển chuyển, nói chung là cái phôi này là chơi là hợp lý rồi đấy. Mà giá cũng không có cao đâu, nói chung là 300k mà một được cái phôi mai chú thủy này, nu gò thế này, công này, này lá lớn thế này là nó khỏe cây lắm, hoa lại thơm nữa đấy. Hoa số 5, số 4 là số 5 chẳng đó, phôi đẹp không đó, số 5 nhá. Đó. Đó. Hợp lý đấy, hợp lý cho mọi người chơi đấy. Đó. Đó. Tên tiếp mã số 6. Đó. Cái này về sau này này, đưa cái này đưa ra lật nó ra này. Cái này dựng lên làm cái ngọn không đưa vào, còn cái này thả xuống. Đó, cái đấy này sau này mình về mình mọi người tự tính toán. Đó, cái này đến tầm 20. Nó cao tầm 20 một gang tay thôi, hơn một gang tay nhưng cứ tính cho gang tay đi. Đó. Mã số 6 nha. Đó, mã số 6, 300k. Mọi người cứ lấy phôi nào thì kết bạn Zalo điện nhá. Chỉ có 300k mà có một phôi mai chiếu thủy hợp lý. Đó, cái này tôi cắt như này là cũng được rồi. Và cứ vậy là vô chậu thôi. Vô cái chậu thật chất trồng thật mỏng, đừng có cho nhiều nước nhé, mọi người cho nhiều nước là không tốt đâu. Cây này nó không cần nước thì sao lập ra những chỗ này này. Đó.
là cái cành phong đằng sau. Ở đây mình làm cái tán, đây mình làm cái mình đuổi đuổi nó ra. Ở đây mình đưa cái ra đằng sau. Đấy, mình lập xuống trên ngọn mình dựng. Nói chung là cái này về còn mọi người thích lùn nữa thì cắt. Bây giờ tôi mới cắt sơ vậy thôi. Đấy, mã số 7 nhá. Đó, nhớ là mã số 7. Đó. Cũng 300k. Rồi, mã số 8. Đó. Được, cái này tôi đem tôi để cái đầu chê, cái chỗ rễ nó không 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 bằng, nó hơi lắc là giặt nhưng không sao đâu, mọi người về cứ cứ chỉnh lại, trồng cứ chỉnh cho nó thẳng lên nhá. Đó. Cũng 300k. Đó. Mã số 8. Nó lật lật cả nó không sao đâu. Cũng 300k bao ship nhá. Thì còn nếu mà ai mà không chưa mua mà sợ thì tôi để lại phải vào chất trồng, cái trồng lúc đó nó ra mầm chồi tôi lại quay lên tôi bán cho mọi người, vì tôi xác định tôi làm này là tôi làm tôi bán chứ không phải chơi. Nếu mà ai mà có nghề thì mua phôi thì nó rẻ, còn khi mà lúc nó lên mầm chồi thì giá nó hơi cao một chút. Đó, mã số 8 cũng 300k nhá. Rồi tiếp tục lên mã số 9. Đó, cũng 300k đồng giá hết, nhưng mà mọi người lấy phôi nào thì cứ kết bạn là mình lấy hai phôi thì tôi gửi hai phôi, lấy bao nhiêu thì tôi gửi bấy nhiêu, hai phôi thì tôi giảm đi không có lo. Nói chung mua càng nhiều thì tôi lại càng càng giảm giá. Nói chung bán cái này là hợp lý đấy. Nuôi được một cái gốc nó lùn lực mà nhìn cái củ nhất đế nhì thân mà tam tầng thì tứ tán mà cái đế đó, nó mập mạp như vậy mà đầu voi đuôi chuột thế này là hợp lý cho đấy mọi người ạ. Đó. Chỉ có 300k mà được sở hữu một cái cây hồng ngọc mai mà hoành như này là đẹp rồi đấy. Đó. Thấy không? Cái này về là cứ vậy là mọi người để vài ngày trồng nó cũng chẳng sao hết, tại cái này nó chưa có lá mầm chồi nên nó không có lo, nên đừng có tưới nước nhiều nhá. Đó, cao cũng gang. Đó. Đó, mã số 10. Đó, mọi người thấy không? Cây này là được rồi đấy. Rồi thì mọi người có nhu cầu thì cứ kết bạn Zalo. Thì điện thoại cho tôi quay lại trong Zalo ấy, mua kết bạn thì tôi sẽ quay lại một lần nữa cho nó rõ ràng cho mọi người mua nhá. Rồi tôi đóng thùng tôi gửi cho mọi người nhá. Rồi mọi người thấy hợp lý thì cho tôi một like để tôi có tinh thần lên video sau nhá. Rồi, lời cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ trong suốt thời gian qua nhá. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người nhá. Mọi người nhớ đăng ký để nhận video tiếp theo nhá. Cảm ơn mọi người.